tiếp nhỉ. Đâu rồi? Có cứ là không, nó không chạy đâu, có mà nó có khóc nó có ngồi tao lên đấy. Cái đàn này ấy. Mua à? Bán được nhà hàng hết các kiểu ít thôi mà. Là nuôi bao nhiêu lâu thì bán ạ? 8 tháng. 8 tháng. Cái này được không, 6 tháng ý là đấy. Con hơn 3 cân đấy. Tùy thời điểm. Như trong năm ngoái là về đấy đấy. Năm ngoái là... đàn ở trong bên thị trấn Việt Lâm kia. Đấy là gà vu của cái chợ. Đấy gà cái chợ mới là gà khỏe ngon. Bây giờ nó thời gian này thời điểm này nó tiến dụng thì tiến dụng nó lấy. Chín gà này. Năm nay là nuôi nhiều nhất hả em? Vâng. Tiêm hết rồi đúng không? Vâng. Chủ yếu là phải về tiêm. Các anh là cái đây cũng là một trong những thành viên của nhóm tập viên một kiểu viên có hay đưa ảnh lên Facebook phóng viên đấy là vào chuồng ấy mà chỗ nào chị? Chưa bán được cả. Gọi bao nhiêu thợ thì bỏng thôi, đi chơi không chịu về. Ô lại vào game mới cái chuối à? Lông nó không được bóng mượt này. Thích thích thắng rồi.
không biết. Kiểu nó già lắm rồi. À đúng rồi. Nó có đẻ nhiều, đẻ trứng nhiều. Đúng rồi, dòng siêu trứng. Cũng đẻ. Không phải Ai Cập. Tức là chưa đẻ trứng lắm, nhưng mà nó còn. Cái giai đoạn cuối. Đi lại.